Kính chào quý bạn và quý vị. Clip này nha, mình tiếp tục thưởng thức chất âm của cái băng cối ha, cái băng từ. Thì mình sẽ nghe trên cái ca khúc của ca sĩ Chế Linh Thanh Tuyền Song Ca. Mình nghe vào cái đầu băng cối Tech A5000. Cái này thì nó chạy hai chiều luôn. Đặc biệt là cái đầu Tech này nó không phải chạy bán dần như bình thường đâu nha. Cái phần khuếch đại của nó là nó chạy bằng bóng đèn. Thành thử ra là nó rất là to, nó rất là nặng và âm thanh nó ngọt. Đây, để mình quay phía sau này. Đó, để anh em sẽ thấy cái bộ khuếch đại bóng đèn của nó nằm bên dưới này, nằm rời luôn ha. Nằm rời, bóng đèn nằm bên dưới. Và cái kết nối của nó thì nó kết nối qua cái sợi dây này lên cái phần cơ. À, thêm cái dây tín hiệu này nữa, dây zin đi theo máy luôn, rất là cao cấp. À, thì anh em quan sát nữa, xuyên qua đây để anh em thấy cái phần cơ bên trong còn rất là đẹp, tất cả sắt chi là hình như là 7 màu luôn, anh em có thể nhìn rõ ha. Kể cả cái phần vỏ của âm, cái khuếch đại đèn của nó cũng 7 màu, rất là đẹp. Nó nằm trong một cái hộp gỗ cao to và hầm hố. Chút nữa mình sẽ nghe vào cái đôi loa này. Đây, Sensui SB7500X. Anh em thấy mặt sau trạm loa các thứ còn rất là đẹp và chỉnh chu. Góc cạnh phần hoàn thiện màu vàng cánh gián, gỗ chắc chắn xịn sò. Mình thích nhất trên cái đôi loa Sensui này là cái loa mid. Cái loa mid này, mid giấy mà nó to lắm nha, to khoảng 22 phân. Anh em thích cái hiệu quả loa mid không mà to tới 22 phân, rất là to. Nó cho ra cái tiếng mid của ca sĩ hát cũng rất là ấm. Thêm một điều nữa là về cái mid giải cao á, thì nó có cái mid kèn này. Hai cái quả mid luôn, một mid giấy, một mid kèn. Và loa chép thì nó có hai cái quả chép nằm hai bên. Cái cách bố trí của Sensui rất là đẹp. Loa này loa hơi ha anh em ha, loa hơi không phải là loa nén. Bên dưới chúng ta có cái nút chỉnh cho ba chế độ ở cái phần giải cao. Về loa bass thì nó trang bị cái bass lên tới 40 phân, cái bass to gần như chiếm trọn cái chiều ngang của cái thùng luôn. Lưới thì anh em quan sát là cái lưới bằng gỗ đan theo dạng caro rất là đẹp. Và nhìn qua cái lớp gỗ thì anh em thấy có một cái lớp vải nhưng mà vẫn có những cái điểm chỉ chạy dọc xuống, nhìn rất là cổ luôn. Rồi, về phần âm ly thì mình ghép với âm ly Pixer ha. Âm ly mặt phay nhôm rất là đẹp, có radio. Con này nó có model là RS1058, size lớn, hợp với đôi loa này luôn. Cả bộ cho cái đầu băng cối Tech A5000 đèn cộng với âm ly Pixer và đôi loa Sensui 7500 có mức giá tổng trọn bộ là 46 triệu. Anh em nghe thấy hay đừng quên bấm nút đăng ký ủng hộ kênh Tech Âm Thanh của mình nha. Cảm ơn, xin mời. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi. Ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa. Ai ân mình vui mấy lần,
nói gì, em hứa gì, em ước gì. Ôi bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu. Em ơi tìm đâu ngày xưa, ngày em chưa biết gì, lệ sầu chưa ướt hoen mi. Đôi ta cùng mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau, giờ thì cũng yêu mà yêu. Mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cười, thuyết rồi em đã về vui với người. Xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn chết theo rượu nồng pháo cười, thuyết rồi em đã về vui với người. Xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát. Thì đó là những cái gì mình muốn giới thiệu tới anh em chúng ta trong clip ngày hôm nay. Nghe hay đừng quên cho mình một nút like, bấm nút đăng ký theo dõi clip mới nhất hàng ngày bên mình. Cảm ơn, hẹn gặp lại.